lặng của ngày, tôi đã lắng nghe im lặng của đời. Xin chào quý vị, quý vị đang thưởng thức chất âm của đôi loa kép 303 của Anh Quốc, sở hữu bass 20, trợ kháng là 8 ohm, có mức giá là 3,2 triệu, đang ghép với con Amply LED 30 của Anh Quốc luôn nha. Con này sản xuất năm 1968, đánh 4 sòn sắt, xuất âm tụ. Đây là dòng Amply ráp tai, chất âm nó như là chất âm đàn, quý vị, đánh rất hợp với những dòng loa Anh, những dòng diphthong, những dòng wah pedal, đánh rất là hay, tăng noise, đánh rất hay luôn.